Hello, xin chào tất cả các mẹ đã đến với hành trình đồng hành cùng mẹ bầu trong suốt quá trình mang thai cùng với Ngọc Anh. Và ngày hôm nay thì Ngọc Anh muốn đưa đến cho các mẹ một chủ đề mà có rất nhiều mẹ quan tâm. Đó chính là trong quá trình mang bầu thì hầu hết các mẹ đều gặp vấn đề liên quan đến cuộc sống. Mẹ thường dễ hay bị đau mỏi cuộc sống của mình và đặc biệt là cái vị trí vùng thắt lưng. Bởi lý do rằng cái vị trí này là cái nơi mà nó chịu một cái áp lực khá là lớn từ sức nặng của phần bụng. Khi mà bụng của chúng ta ngày càng lớn hơn thì phần thắt lưng của chúng ta sẽ bị kéo căng và nó làm cho các mẹ thường bị đau lưng. Chưa kể là khi mà cơ thể của chúng ta nặng nề hơn, tăng dần cái kích thước, tăng thần dần cái trọng lượng thì mẹ thường hay có cái xu hướng là chúng ta sẽ bị đứng ưỡn. Vì là cái bụng lớn này, cái thân thể nặng nề, mẹ sẽ bị đứng ưỡn. Và vì đứng ưỡn nên là mẹ cũng có thể là đâu đó mẹ còn, ngoài việc đau thắt lưng thì mẹ còn đau mỏi cả vùng vai gáy bên trên nữa. Và đó là những vấn đề mà đa số các mẹ bầu đều gặp phải. Thì hiện tại bây giờ thì Ngọc Anh cùng với mẹ Huyền đang ở trong những cái tháng thai kỳ của tháng thứ tư. Mẹ Huyền thì chuẩn bị bước sang tháng thứ tư rồi, còn Ngọc Anh thì đang ở tháng thứ tư. Thì Ngọc Anh cũng đang bắt đầu cảm thấy có những cái hiện tượng thay đổi về cuộc sống của mình rồi. Và chính vì thế nên mình sẽ làm cái video này để chia sẻ cho các mẹ. Vì có thể những tháng đầu tiên thì các mẹ chưa cảm thấy cái sự thay đổi nhiều về cuộc sống và chưa có quá nhiều những cái vấn đề về đau nhức. Nhưng càng về những tháng cuối khi em bé của mình càng lớn lên thì phần cuộc sống của các mẹ sẽ càng bị ảnh hưởng và nó khiến cho mẹ cảm thấy rất là khó chịu. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bài tập rất là ngắn, chỉ có 8 tư thế yoga thôi. Nó sẽ giúp cho mẹ cải thiện toàn bộ vùng cuộc sống của mẹ một cách dễ chịu. Nào, bây giờ thì mẹ hãy vào bài tập này cùng với Ngọc Anh nhé. Đầu tiên thì mẹ sẽ ngồi khoanh chân trên thảm của mình và chúng ta sẽ bắt đầu bằng tư thế vặn mình. Tư thế này sẽ giúp massage phần thắt lưng cho mẹ để mẹ cảm thấy dễ chịu hơn. Nên nhớ rằng ở trong tư thế vặn mình thì mẹ sẽ vặn ở mức độ nhẹ nhàng, sao cho vừa đủ để massage phần cuộc sống cho mẹ. Không cần thiết chúng ta phải làm quá căng, quá nặng, cố gắng vặn xoắn nhiều thì nó lại làm áp lực lên em bé của mình nha. Rồi mẹ ngồi thả lỏng hai chân trên thảm của mình. Thực hiện nha. Hít vào, hai tay chúng ta sang ngang và mở căng lồng ngực ra. Thở ra, từ từ mẹ vặn mình sang bên trái, chống tay trái xuống thảm và đặt tay phải lên đầu gối. Quay đầu nhìn theo vai trái và ngồi thẳng lưng nào. Cân bằng toàn bộ mông của mình ở trên thảm. Chúng ta đẩy căng lồng ngực của mình, ngồi thẳng và giữ tư thế ở đây. Hít thở tự nhiên. Giữ ở đây trong vòng 15 giây. 3, 2, 1, từ từ đổi bên, hít vào chúng ta xoay người lại, mở căng cả hai cánh tay của mình, rồi thở ra vặn mình sang bên phải. Chống tay phải xuống thảm và đặt tay trái lên đầu gối, cố gắng đẩy căng hết cỡ lồng ngực của mình và ngồi thẳng lưng. Quay đầu nhìn theo vai phải. Mẹ vẫn giữ ở đây tư thế này trong vòng 15 giây nữa nhé. Cố gắng ngồi thẳng lưng lên nào. Thả lỏng hết toàn bộ cơ thể của mình ra. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thả lỏng người, chúng ta xoay người lại. Mẹ để rộng hai chân ra một chút xíu sang động tác số 2. Chúng ta sẽ chạm hai bàn chân vào nhau và chúng ta thực hiện tư thế cánh bướm, lắc nhẹ nhàng hai đầu gối của mình. Đây là một tư thế vô cùng tốt và hiệu quả dành cho những mẹ bầu vì nó giúp cho mẹ massage hết toàn bộ vùng khung chậu và nó làm massage cả vùng thắt lưng nữa. Bất kỳ khi nào mà mẹ cảm thấy rất là căng tức và mỏi ở vùng thắt lưng thì mẹ đều có thể thực hiện tư thế này. Cứ ngồi tại chỗ ở trên thảm hoặc bất kỳ đâu, mẹ cứ lắc lư nhẹ nhàng đầu gối của mình như thế này. Không chỉ cơ thể của mẹ cảm thấy dễ chịu mà cả em bé của chúng ta ở trong bụng cũng cảm thấy dễ chịu với cái tư thế này đấy. Chúng ta sẽ làm tư thế này trong vòng từ 15 đến 20 giây. Rồi sau đó có thể nghỉ một chút, rồi chúng ta có thể làm lại tùy theo cái cơ thể của mẹ nhé. Chúng ta giữ ở đây thêm vài nhịp nữa. 3, 2, một, rồi dừng đầu gối lại, chuyển tiếp sang tư thế xoay tròn cuộc sống để giúp massage phần cuộc sống của mình. Mẹ có thể đặt hai tay lên đầu gối, vẫn thả lỏng gối của mình ra.
rồi hít vào, từ từ xoay người sang bên phải, cố gắng vươn dài người sang bên, gập người càng gần đến chân phải càng tốt, rồi đưa tiếp sang bên trái, rồi nâng lên và thở ra. Nhớ rằng ở trong tư thế này thì mẹ cố gắng gập dài người, càng dài càng tốt thì mẹ sẽ cảm thấy toàn bộ vùng cơ lưng của mình nó được kéo giãn rất là sâu, và từ đó làm cho mẹ giảm đau phần thắt lưng rất là nhiều. Tiếp tục lần thứ hai nào. Hít vào, đưa về giữa, sang trái, lên thở. Lần ba hít sâu, xoay nào, lên. Bốn, tiếp tục sang phải, rồi sang trái, lên. Năm, xoay tròn, tiếp tục lên. Lần cuối, sáu, chúng ta xoay tròn cuộc sống của mình, rồi nâng lên. Và nhớ là chúng ta sẽ đổi chiều nha. Hít vào, xoay người sang bên phải, về giữa, sang trái, lên. À, hình như là ngói hô ngược đúng không? Bên này là bên trái nha. Tiếp tục nào, lần thứ hai hít vào sang bên trái, rồi về giữa, sang phải và lên. Lần ba nào, hít sâu, xoay tròn, lên và thở ra. Bốn, hít vào, xoay, lên. Hai lần nữa nha. Năm nào, một lần cuối cùng, xoay tròn. Ok, nâng lên. Chắc hẳn là qua 3 động tác vừa rồi là phần cuộc sống của mẹ đã dễ chịu hơn rất là nhiều. Mẹ đã cảm thấy giảm đau thắt lưng hơn rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang tư thế nghiêng lườn. Mẹ giữ nguyên chân phải ở đây và duỗi chân trái sang ngang, duỗi thẳng căng chân và ngồi thẳng lưng ở tư thế nghiêng lườn. Tư thế này thì vừa giúp kéo giãn cho phần cơ lườn cho mẹ, tránh một số mẹ là trong quá trình mang thai là mình hay bị căng cứng cơ ở hai bên, đặc biệt là khi mà chúng ta nằm ngủ mà chúng ta bị khó chịu, mẹ cứ lăn trái lăn phải khó chịu ấy, thì mẹ luyện những cái bài tập này để giúp cho cái cơ của mẹ nó đàn hồi, nó giãn tốt hơn thì mẹ sẽ làm cái giấc ngủ của mẹ cũng sẽ dễ hơn nhé. Duỗi thẳng chân trái ra, tay trái mẹ đưa về trước và hít vào, mẹ vươn tay phải lên. Từ từ thở ra, chúng ta nghiêng người sang bên trái, vươn căng cánh tay phải và quay đầu nhìn chéo lên trần nào. Lưu ý là mẹ nhấn vùng mông bên phải xuống thảm cho Ngọc Anh nhé. Kéo giãn phần lớn bên phải của mình ra để căng lồng ngực lên. Quay đầu lên trần, thả lỏng bụng và giữ ở đây. 5 4 3 2 1, rồi hít sâu, chúng ta nâng người lên, thở ra hạ tay xuống. Đổi bên nào, thu chân trái lại và duỗi chân phải sang ngang và lại ngồi thẳng lưng. Nhớ là phải thẳng lưng nha, mẹ không có xoay người quá đà như thế này, hoặc là ngồi gù lưng thì chúng ta khi chúng ta nghiêng thì mẹ không thể nào mà cảm thấy dễ chịu ở phần cột sống được. Ngồi thẳng lưng và để căng lồng ngực lên, chúng ta lặp lại. Hít vào, vươn tay trái lên, rồi thở ra nghiêng người sang bên phải, vươn căng cánh tay trái và quay đầu nhìn chéo lên trần. Kéo giãn phần lườn trái của mình ra nào. Ưỡn ngực lên, giữ ở đây. Cố gắng nhấn vùng mông bên trái xuống. 5 4 3 2 1 Từ từ hít sâu và nâng người lên, thở ra hạ cánh tay xuống. Rồi mẹ xoay người về dọc thảm. Một động tác tiếp theo sẽ giúp cho phần cột sống của mẹ cảm thấy vô cùng dễ chịu, đó chính là tư thế bò mèo. Mẹ sẽ chống tay sao cho cánh tay và bắp đùi của mẹ vuông góc với thảm, xòe căng lòng bàn tay ra nhé. Động tác này chúng ta sẽ thực hiện liên tục. Hít vào, mẹ từ từ hạ võng thắt lưng xuống, vươn dài cằm cổ của mình lên nào. Rồi thở ra, từ từ chúng ta cuộn tròn lưng lại, cúi đầu xuống mắt nhìn bụng. Tiếp tục hít vào, chúng ta lại hạ võng thắt lưng xuống, vươn dài cằm cổ của mình. Thở ra, cúi cuộn gù lưng lại. Chúng ta sẽ thực hiện 4 vòng nữa. Hít sâu, hạ võng thắt lưng. Thở
thở ra, cúi cuộn gù lưng lại. Hít sâu, hạ võng thắt lưng xuống. Thở ra. Hai lần cuối nào. Hít sâu. Thở ra. Một lần cuối cùng. Hít sâu, võng lưng xuống. Rồi thở ra. Tiếp tục. Một tư thế tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện tư thế vặn mình xe chỉ, giống như tư thế xe chỉ nhưng mà đơn giản hơn. Mẹ sẽ đưa tay trái vào giữa thảm cho Ngọc Anh nào, sao cho cái cánh tay này nó vuông góc với thảm. Rồi hít vào, mẹ vươn tay phải lên, hướng thẳng cánh tay phải lên trần, vươn dài cánh tay và chúng ta giữ ở đây. Một số mẹ có thể làm động tác này một cái biến thể như sau, là mẹ có thể duỗi thẳng tay trái về phía trước, rồi sau đó thì mẹ vươn tay phải lên trần như thế này cũng được nha. 3 2 1. Rồi mẹ chống tay xuống thảm và nâng người lên. Chúng ta đổi bên nào. Cách thứ nhất là mẹ chống tay vào giữa thảm thẳng tay, rồi hít vào mình vươn tay trái lên trần, vươn dài cánh tay, hở ra và giữ ở đây. Hoặc mẹ duỗi thẳng tay phải xuống và chúng ta nâng tay trái lên. Giữ nào. 3 2 1. Từ từ chống tay xuống thảm. Hít vào, chúng ta nâng người lên. Mẹ đưa hai chân về phía trước và chúng ta chuyển sang tư thế nằm ngửa. Động tác tiếp theo Ngọc Anh hướng dẫn cho các mẹ là một động tác ở tư thế nằm ngửa nhé. Chúng ta nằm ngửa ra và co cả hai chân lại, thực hiện tư thế cây cầu. Đây là một trong những tư thế giúp ích rất nhiều cho mẹ bầu, kể cả trong quá trình mang bầu hay sau khi mà chúng ta sinh em bé xong, bởi vì nó giúp cho cơ sàn chậu của mẹ trở nên khỏe mạnh hơn. Thì mẹ sẽ thực hiện tư thế này, cách làm như sau. Mẹ giữ cho hai bàn chân của mình song song với thảm và cách hai bàn chân của mình song song với nhau và cách đều bằng hông. Duỗi thẳng cánh tay xuống cho ngón tay của mình tiến gần tới phía gót chân. Rồi thực hiện. Hít sâu. Mẹ nâng hông của mình lên nào. Để cao hông lên và hơi ghì cho hai gối gần nhau một chút xíu. Tiếp tục tập trung vào việc đẩy cao phần hông của mình lên và giữ ở đây. Cố gắng đẩy cao hông và giữ nha. Nhớ là phải hơi ghì cho hai gối gần nhau để kích hoạt cho cơ sàn chậu của mẹ được căng, được khỏe mạnh hơn. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ chúng ta hạ thân xuống. Và một tư thế cuối cùng Ngọc Anh muốn chia sẻ cho các mẹ, đấy là tư thế đứa trẻ tinh nghịch. Một tư thế khá là thú vị, nó giúp cho mẹ massage phần cột sống rất là nhiều và làm cho phần lưng của mẹ trở nên rất là dễ chịu. Mẹ co hai chân lại và tay của mình nắm vào ngón chân của hai chân nào. Mở rộng đầu gối sang hai bên và thả lỏng phần bụng của mẹ ra. Cố gắng đưa gối rộng ra để giải thoát cho cái phần bụng của mình nha. Rồi bây giờ mẹ lắc lư người sang hai bên. Mẹ có thấy rằng là phần thắt lưng của mình đang được massage rất là nhiều, dùng dưới thảm không nào? Thả lỏng cơ thể của mình ở đây. Động tác này giống như là hình như em bé mà sau khi các em bé mà bắt đầu biết nghịch rồi chắc là khoảng tầm 3 tháng là các bé có thể làm được cái động tác này, nghịch ngợm như thế này ở trên giường. Sau này khi mà có em bé ra đời thì mẹ cũng có thể tập động tác này cùng với bé nha. Động tác này thì mẹ có thể giữ cho Ngọc Anh từ 15 đến 20 giây. Rồi sau đó thì mẹ buông tay ra và duỗi chân, chúng ta có thể nằm thư giãn ở trên thảm một chút. Nằm thả lỏng trên thảm một chút. Hít thở 3 nhịp, hít sâu. Rồi thở ra. Điều hòa lại nhịp thở của mình. Hít sâu. Thở ra. Một lần nữa nha. Hít sâu. Thở ra. Rồi mẹ có thể lật nghiêng người và ngồi dậy.
Và vừa rồi thì Ngọc Anh đã hướng dẫn cho các mẹ cách thực hiện 8 động tác yoga rất là đơn giản để giúp cho mẹ giải quyết được cái vấn đề đau mỏi vùng thắt lưng. 8 động tác này thì tập khá là nhanh, chúng ta chỉ cần dành khoảng từ 5 đến 10 phút là mẹ đã có thể tập được hết cả 8 tư thế này rồi. Vậy nên là trong suốt quá trình mang thai, bất kỳ khi nào mà mẹ cảm thấy cơ thể của mình đau mỏi hay là ê ẩm, đặc biệt là cái vùng lưng này nhiều, thì hãy dành ra cho mình 5 đến 10 phút để mẹ tập bài tập ngày hôm nay nhé. Và Ngọc Anh đã rất là hy vọng sẽ được đồng hành cùng với các mẹ trong suốt cái quá trình mang bầu này. Bởi vì Ngọc Anh hiểu rằng những mẹ bầu là đây là một cái thiên chức vô cùng thiêng liêng, cao quý của những người mẹ. Và Ngọc Anh mong muốn được sử dụng những kiến thức mà những cái kinh nghiệm của mình, những kiến thức mà mình đã có tích lũy được dành cho những mẹ bầu, chia sẻ cho các mẹ và được lắng nghe những tâm sự của các mẹ, đồng hành cùng với các mẹ trong cả cái hành trình này. Thì chính vì vậy nên Ngọc Anh cũng đã xây dựng ra một group, cộng đồng dành cho tất cả các mẹ bầu, để khi chúng ta cùng tham gia vào một group này để chúng ta cùng trò chuyện với nhau hàng ngày. Tất nhiên rồi, trong quá trình mang bầu này thì chỉ có những mẹ bầu mới có thể hiểu được tâm lý của nhau mà thôi. Và để chúng ta có thể giúp đỡ nhau, nếu như mà Ngọc Anh biết những cái điều gì đấy mà có thể chia sẻ cho các mẹ, thì Ngọc Anh cũng sẽ rất là nhiệt tình làm điều này. Vậy nên là mong muốn của Ngọc Anh là hy vọng các mẹ cũng sẽ cùng tham gia với Ngọc Anh ở group cộng đồng này nhé. Mẹ hãy nhấn vào cái link ở dưới video này, ở trong phần mô tả video có chia sẻ cái link để tham gia cộng đồng cùng với các mẹ bầu như Ngọc Anh hay như mẹ Huyền cùng ở đây, và chúng ta sẽ trò chuyện với nhau hàng ngày và có những cái bài tập luyện dành riêng cho các mẹ ở trong cộng đồng này nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các mẹ ở trong cộng đồng cùng với các mẹ bầu. Bye bye.